chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này chúng ta có 8 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Có hay không? Có hay không ạ? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Hãy mở giùm tôi ô số 4 đi ạ. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này chúng ta có 7 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Dùng thôi số 2 ạ. Ô số 7. Như
Như vậy sau vòng thứ hai tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, chúng ta vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm số nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 100 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình ở vòng thi đặc biệt. Chưa được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Trả lời.
Gọi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và gọi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và gọi số 5. Và bạn đã trả lời.